十八岁就当老师的黄世清，坐育无数英才，年迈时却独守冷清清空屋。这天庆祝越南教师节，慈济志工来陪伴送祝福。你con thăm hôm nay có vui không? Vui chứ mừng lắm, giải là ước định ở chung với tụi con luôn. Ai cũng có gia đình, cũng là đi một cô già cũng là cũng bảo. Cô có một gia đình lớn, thật là lớn luôn này, thấy không? Cô chính là thăm tất cả các bạn, cô trên luôn sư, đi nhà trong hội đồng luôn. Tối đêm là cũng gặp kinh giải hết, như giải tất cả muốn so cảnh giỏi. Em yêu phút giây này.聊天唱歌排解孤独寂寞，志工们如儿孙促膝，爱是幸福凉拌。台新闻真善美志工江文心越南报道。今年六月。